Rồi quần áo Gọi, gọi chưa? Rồi. Rồi xin chào, bây giờ là bữa nay là tôi đi mò ốc nha, là xin chào bên cộng đồng mạng. Ừ. Và là nước trong nước ngoài là cũng như là nhiều sức khỏe là làm ăn phát tài, rồi cũng như là một lời chào trân trọng nhất, rồi chào mấy anh em phi tấp. Với mấy chị em rồi đi mò ốc nha. Rồi ok. Rồi. Rồi nha, mò ốc. Rồi. Xin chào. Hãy chú làm mò ốc nha. Rồi. 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 Rồi mấy anh em đi qua hướng này nha. Ừ. Thì Quang quay cái cuộc sống hàng ngày của chú Năm cho quý cô chú anh chị xem nha. Thầy chú Năm mò ốc nữa đẩy là một cái người đặc biệt tới nha. Ừ. Hôm nay là cũng có duyên lắm đó, thì Quang mới ghé để mà Quang thăm chú Năm. Thì cái đậu của chú Năm cùng với chị Lành chồng thì đã thu hoạch hết rồi nha. Đó, theo chưa quý cô chú anh chị. Đã thu hoạch hết trơn rồi. Đó, bây giờ là chú Năm đi mò ốc nè. Mò ốc ngày mai đẩy một cái người đặc biệt xuống hả chú Năm? Nay mò ốc là ngày mai đãi khách nha. Ngày mai là mình sẽ làm tiệc để mà đãi khách nha. Khách nha. Bùng súng quá trời à. Bùng súng ngày mai mình nấu chua đồ ngon ha. Ừ. Con cái dầu lên. Ừ. Nó không thấy con nào trời. Hóc nó đi hết trơn hay gì chú Năm? Bị chú mò hết rồi. Thiệt không? Ừ. Hay là hai mình mò. Hay mình mò ăn hết rồi. Hả? Hay mình mò ăn hết rồi. Hay mình hả? Ừ. Hay mình mò hết rồi. Lâu rồi mới xuống con Năm mò ốc lại nha. Ừ. Đó, ốc nữa còn bự chưa chú Năm? Bự. Đâu phe coi. Đây. Ui nó bự quá rồi. Bự không? Ừ. Chà bá luôn. Ốc gì đâu mới đá chứ. Không thấy gì nhiều trời. Từ từ. Ồ đậu vẫn còn nè nghe. À. Vẫn còn đậu nè nghe. Đó, đậu nè. Đậu non. Má lục u và cái này bông súng quá trời. Ôi ôi quá rồi, ốc có rồi nha. Ôi mỏ ốc nghe chị em ơi, có ốc đi ốc. Ôi bông súng quá trời ha. Ừ, cái đó để mời nó nở cái là mà mình nấu ăn chua đó chú Năm. Ừ. Hai con nhiều lắm chứ, tại vì mình mò nó nước nó nhiều á. Ừ. Nước vậy. Chú Năm mà trồng đậu đỏ nè. Hả? Đậu đỏ. Máy bay 3.000 đồng nha. Ở đây là nhà chú Năm ngắm vượt chết e nè. À, máy bay luôn. Ừ. Máy bay là bay sát lên luôn á. Ừ. Đây là xuống sân bay Cần Thơ. Đây Cần Thơ xuống đây nè. Cái nó không, nó bay đi đâu không biết. Bay hướng ra Sài Gòn không biết. Sài Gòn Hà Nội gì? Đâu có, cái đó là nó Phú Quốc. Phải không nghe Phú Quốc, có phải bay Phú Quốc không nghe? Phú Quốc bay về Cần Thơ. Phú Quốc bay về Cần Thơ. Ừ. Hôm mấy đó mò quá trời. Ừ. Đậu đỏ. Nói chung mà mò chừng 20 ốc là thấy ổn rồi. Ừ. 20 con là thấy đẩy khách được rồi. Ốc bự mà. Nãy giờ cũng cả chục con rồi. Mau ha. Mai hái đột nhãn lồng được. Đơn giản thôi, hái đột nhãn lồng chấm chao. Chấm chao. Nó chứ có vợ có chồng là nuôi ốc đồ sống không được hết. Ừ. Đậu ốc đồ còn không Năm? Nhóc. Thì bên đó kìa. Bến người đậu bắp ha. Đậu bắp chấm chao. Nó mời người ta luộc đậu bắp rồi chấm chao được. Đãi cây nhà lá vườn thôi hả? À. Nhà lá vườn mà. Ừ. Cây nhà lá vườn. Trời ơi cái này. Ôi ôi kìa. Nè. Quá à mấy anh em ơi. Quá. À,
chú Năm bắt ốc để vị khách đặc biệt ngày mai nha. Mai nhờ mấy quý cô chú anh chị hãy đón xem. Đón xem nha mấy chị ơi. Ừ. Đón xem clip ngày mai. Ừ. Em nào về với anh Năm khỏe. Anh Năm cho mổ ốc ăn tối ngày. Ờ, mổ ốc ăn tối ngày. Ừ. Ồ, bự kìa. Quá bự à. Con nào nấy bự kìa. Nhóc cái chân luôn. Nu luôn. Nó ở cái chỗ. Ừ. Thấy cây đu đủ thì xuống. Quá trời ha. Ừ. Mấy chị em ơi, vô coi chú Năm bắt ốc. Bắt ốc nha. Bắt ốc mấy chị em ơi. Mấy chị em ơi, like vô. Ừ. Mấy chị em ơi, vô coi chú Năm bắt ốc. Làm như nó già nó chết nó chịu ơi. Ừ. Nè. Chết hả? Ừ. Đúng rồi. Già chết không ăn nó già chết. Tại chú Năm không chịu mò ăn chứ, phải mò ăn chứ để nó già rồi nó cũng hết tuổi rồi. Người ta ăn già cũng chết hết. Ừ. Còn có cái đồ đi xịt á. Ừ. Thuồng á. Ui ui kìa. Ừ. Quá đã. Ừ. Rồi cái gọng nha, ngày mai cái mình luộc mấy cơm á. Ừ. Đó. Dạ hết rồi, ai đâu ăn. Nè. Ừ, được kìa. Ăn một kỹ nhiều lắm. Đúng rồi, một kỹ nhiều lắm. Trời mát mát qua bẻ đồ quắp ăn cho. Ừ. Hả? Trời mát qua bẻ đồ quắp cho. Ừ. Bắp về ăn cho nó trơn trơn, dễ dễ có nhớt được. Kiếm vợ kiếm hoài kiếm không được ta. Chuyến này chắc ăn là được, tụi con tìm cho chú Năm lợi rồi. Yên tâm. Nè. Ừ. Ốc dỗ gì mấy chị em ơi. Ốc gì mấy chị em ơi. Lại vô. Lại vô. Ốc dỗ gì mà kiếm hoài kiếm vợ hoài không có. Ừ. Chuyến này quyết tâm nghe em Năm. Quyết tâm mới được à. Được rồi lắm luôn nha. Ừ. Cái này được là lụm luôn nghe, không có kén cá mà chọn rau nữa nghe. Mà cái này phải dòm cho chính xác. Ừ. Chọn gì chọn cho chính xác luôn. Ừ. Cứ là phải cứ liền tay. Ừ. Như tháng 4 bán rồi, tháng 3 cứ được rồi. Ừ. Trời ơi. Ôi ơi, hai con hả? Ừ. Chết. Chết hả? Chết. Ủa ha. Liền bờ luôn, liền giúp. Nó ngộ vậy ta, ừ. Nó già nó chết thôi vậy. Ừ. Gì ăn đó. Còn có gì ăn. Dưới mương mà con gì ăn. Cá. Trên bờ chuột mới ăn chứ. Năm sau là chú Năm nguyên vườn sầu riêng này chú Năm để trái nữa rồi nghe. Ừ. Đó là ngon lành đó. Đó là thành đại gia ở Thế Lai rồi chứ không còn gì nữa chứ. Thua ta, người ta thua lắm. Mười mấy hai chục công rồi. Bên đây ông trồng sen với trồng sen mấy khác vô. Ổng chồng sao nổi. Mình nên rồi. Mình nên không làm nổi. Vậy có vợ về mới có động lực không em? Ừ, có vợ về mới có động lực được chứ. Con ngày thì đi làm sầu riêng. Con đêm thì làm cái khác. Ừ. Đi cày ruộng hả? Ừ, đêm cày ruộng. Chiều chở vợ đều uống cà phê được ừ. Ha. Ồ, đã ha. Ha. Đã ha, sướng ha. Chiều chở vợ uống cà phê sữa được. Ừ. Chiều chở vợ đều uống cà phê được. Ừ. Làm cái dàn áp đó làm chung bơm xình á. Ừ. Bơm lên gốc á. Đúng rồi. Phèn là sao? Hả? Bơm gì nó phèn là sao? Đâu có phèn. Dễ gì phèn. Bơm xình mà đâu phèn. Xình. Xình lên mà. Xình là nó còn hơn là... Xình mà bơm lên mấy cái này là cái nó tốt dữ lắm đó chú Năm. Trời ơi nói gì nó còn hơn là phân. Ừ. Hơn phân hữu cơ. Ừ. Tại vì mấy cái còn lá cây rồi đó nó mục nó xuống đó. Hồi đó là người ta trồng biết trồng gì không? Hồi đó là người ta trồng cam là người ta đâu đó coi con bự kìa. Bự gì đâu. Chết. Chết hả? Đâu đó chụp hình ơi. Đây. Ồ. Quá. Bự lắm mấy chị em ơi. Bá luôn ha. Ừ. Bá. Nó chết rồi. Ui ơi kìa. Đâu đó cho bay tao này. Con này nó không chết nè. Giờ này giờ. Nhìn nhìn nè. Nè. Dưa. Đã quá đã quá.
dư sức rồi, ngày mai dư sức đãi rồi, thêm chừng chục con nữa là ngon lành. Cái này biết làm gì không? Làm gì? Làm sả ớt. Ờ. Ngon quá không? Hấp tiêu. Hấp tiêu đi. Hấp tiêu á. Hấp tiêu với nước dừa. Có tiêu, tiêu tươi mà tiêu tươi á. Tiêu tươi này không có. Có hả? Hấp khô quá đừng. Mình tính có tiêu không? Tiêu tươi không? Thiếu vậy. Vậy? Chợ thiếu vậy. Ừ. Mời đem qua nắm rồi. Đem qua mình hấp tiêu. Chợ mua. Ừ. Tiêu ở đây tiêu khô rồi cũng nhóc. Ừ. Mà tiêu tư không có đâu có trồng. Rồi tính đem qua nè. Lo gì? Mấy lục bình này không đem lên mai muốn nó nở cái là chết. Ừ. Lái mạnh vô chị em ơi. Lái mạnh vô coi. Lái mạnh vô mấy chị em ơi. Năm đi bắt ốc nè. Ừ. Nhà rau chay này biết làm gì ngon không? Luộc á, rau chay ngon lắm. Thiệt mấy cái đồ vườn này, về vườn mà chứ ba đồ này ha. Này tôi kêu là rau tập tàng đó ha. Chấm với hột vịt mà vịt, luộc lòng đào á. Ăn nhất hết hả? Ừ. Đậu nè, đậu non ăn luộc ăn luôn. Đúng rồi. Rau muống luôn nè. Rau chay nè, thấy không? Cái cây này cây gì quên rồi. Giống cây đậu bắp á. Hết cá không nè? Cá nhóc chạy bên kia ha. Ừ. Nè. Ừ, quá đã. Nó ở cái chỗ. Ừ. Mít có chín không anh? Hả? Cái mít chín không? Mít không có chín. Rồi, vậy đi. Đâu? Được. Chứ sức. Tại tôi không xả nước ra chứ tôi xả nước cạn khu liền. Bí lại đâu chú Tứ á. Mấy tháng rồi mấy coi ông Năm mở ấp lại ha. Ừ. Mấy tháng rồi ha. Đúng rồi. Đâu, vô lên coi chú Năm nhiều không? Nè. Dữ. Ừ. Mở khu này coi. Dữ. Đã có khu. Ừ, thôi. Chào khán giả chú Năm ơi. Hả? Chào khán giả nè. Ô, chào khán giả nha. Rồi chúc rồi, khán giả. Phụ khán giả ngày mai nha. Ăn ốc chú Năm. Ừ, ăn ốc với Năm nha. Rồi, thôi chào chú Năm nha. Rồi chào là một lời chào thân thương nha. Rồi, chúc chú Năm nhiều sức khỏe nha. Hẹn bà con mình ngày mai xem chú Năm làm món ốc đãi khách VIP nha. Ngày